Thưa quý vị và các bạn, mở đầu câu chuyện vùng cao tuần này sẽ là thông tin về hoạt động chia khó với học sinh huyện vùng cao biên giới Quan Sơn. Tiếp theo là phóng sự huyện Ngọc Lặc gìn giữ văn hóa truyền thống với xây dựng nông thôn mới. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, mới đây tập thể lớp cao cấp lý luận chính trị K69A21, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã có hoạt động thiện nguyện chia khó với các em học sinh tại các điểm trường lẻ còn nhiều khó khăn tại huyện biên giới vùng cao Quan Sơn. Khu bảng điểm lẻ trường tiểu học Trung Thượng huyện Quan Sơn có 5 lớp học với 55 học sinh, 100% là con em đồng bào dân tộc Thái. Thời gian qua, với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, đời sống đồng bào các dân tộc đã có những đổi thay tích cực. Tuy nhiên, do điều kiện địa hình núi cao, giao thông khó khăn, nên cơ sở vật chất của các nhà trường, nhất là trang thiết bị dạy và học ở đây còn nhiều hạn chế. Các học viên lớp cao học lý luận chính trị hệ tập trung thí điểm tại Thanh Hóa K69A21 đã đứng ra ủng hộ chung tay thực hiện chương trình chia khó với học sinh vùng cao Quan Sơn nhằm chia sẻ những khó khăn, động viên tinh thần các em học sinh và giáo viên của nhà trường. Theo đó, tập thể lớp đã trao 3 TV, 2 máy lọc nước, 10 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho điểm trường khu bảng. Các học viên lớp cao cấp lý luận chính trị K69A21 cũng đã đến điểm trường bản Xuân Sơn, xã Sơn Điện trao tặng 5 màn hình TV, 5 bộ máy tính và 10 suất quà cho các em học sinh khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, góp phần chia sẻ khó khăn đồng hành cùng các em học sinh đến trường. Tổng giá trị chương trình thiện nguyện chia khó với học sinh vùng cao Quan Sơn tại hai điểm trường khu bảng và khu Xuân Sơn là 100 triệu đồng. Đây là một buổi tập văn nghệ của câu lạc bộ văn hóa dân gian dân tộc Mường, xã Quang Trung, huyện miền núi Ngọc Lặc. Trước đây do nhiều nguyên nhân khác nhau nên để có được những buổi tập như thế này là hết sức khó khăn. Từ năm 2015, với sự quan tâm của chính quyền các cấp, câu lạc bộ văn hóa dân gian dân tộc Mường của xã đã được thành lập. Cùng với các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào xây dựng làng bản cơ quan đơn vị văn hóa, phong trào xây dựng nông thôn mới đã thúc đẩy các hoạt động văn hóa văn nghệ truyền thống ngày một phát triển. Từ 7 thành viên ban đầu, hiện nay xã Quang Trung đã có đội văn nghệ ở tất cả các thôn xóm. Câu lạc bộ văn hóa dân gian dân tộc Mường của xã đã có trên 30 thành viên, thường xuyên tập luyện để phục vụ những ngày lễ Tết của địa phương, của huyện. Từ mô hình hoạt động của câu lạc bộ văn hóa dân gian dân tộc Mường xã Quang Trung, đến nay huyện Ngọc Lặc đã có hơn 20 câu lạc bộ ở tất cả các xã thôn. Các câu lạc bộ này đã góp phần không nhỏ vào việc gìn giữ những nét đẹp truyền thống của dân tộc Mường. Về cái tuyên truyền cho bà con xây dựng đóng góp nông thôn mới, đặc biệt là cái chuẩn nông thôn. Cái gia đình với lại bà con đó là luôn luôn đó là được tiếp thu cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, rồi là tuyên truyền về cái việc xây dựng nông thôn mới. Đến nay là toàn xã đã đạt cái chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đời sống của bà con hiện nay là đã được tăng lên rõ rệt, kể cả tinh thần và vật chất. Tham gia vào cái chương trình công tác xây dựng cái câu lạc bộ văn hóa dân gian dân tộc Mường là đối với bản thân cũng như là các cái nghệ nhân trong câu lạc bộ là bây giờ là mong muốn là Đảng và nhà nước là quan tâm chú trọng đến nhiều hơn nữa để cho cái lớp già là truyền đạt lại cho cái con cái mai sau này để hưởng cái nền văn hóa đậm đà văn hóa dân tộc Mường. Có thể nói là cái quá trình xây dựng nông thôn mới thì không những cấp ủy Đảng chính quyền tập trung vào phát triển kinh tế mà vẫn song song phát triển kinh tế thì văn hóa vẫn là cái chìa khóa, là cái nôi để gìn giữ những cái giá trị tốt đẹp của cuộc sống. Để cùng với đó song song để phát triển kinh tế thì văn hóa dân gian Mường, rồi những điệu làn điệu sường đang, rồi những đặc biệt là làn điệu cồng chiêng là một những cái món ăn tinh thần không thể thiếu đối với người Mường trong các cái dịp Tết đến xuân về, và nó như một cái sợi dây gắn kết vô hình để cố kết cộng đồng, để mỗi người con Mường đi bất cứ nơi đâu khi nghe được những tiếng đường sường, tiếng đang, rồi những tiếng giai điệu cồng chiêng thì vẫn luôn hướng về quê hương để cùng đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới.
Một trong những nét đặc trưng trong văn hóa truyền thống của bà con dân tộc Mường trên địa bàn huyện Ngọc Lặc đó chính là gìn giữ những ngôi nhà sàn. Theo thống kê hiện nay, trên địa bàn huyện có 1.465 nhà sàn, trong đó chủ yếu tập trung tại xã Thạch Lập với hơn 700 nhà sàn. Việc xây dựng thực hiện đề án bảo tồn phát triển nhà sàn truyền thống của đồng bào dân tộc Mường giai đoạn 2021-2025 của Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Lặc đã khuyến khích sự tham gia của mỗi cộng đồng dân cư vào hoạt động bảo tồn, gìn giữ, phát huy nét văn hóa truyền thống, góp phần tích cực cùng với địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đối với Thạch Lập thì có 93% là dân tộc Mường và 100% là dân tộc thiểu số. Và trong đó thì dân tộc Dao thì chiếm có 7% thôi. Thế như vậy là cái giá trị văn hóa của người Mường gắn với các cái không gian truyền thống của người Mường, ví dụ như nhà sàn rồi các cái lễ hội đó, thì đây nó cũng là một cái điểm để rồi là xã sẽ tập trung quan tâm chỉ đạo đầu tư, rồi là nông thôn mới thì nó phải là gắn liền với cái bản sắc văn hóa dân tộc của người Mường, đồng thời đó cũng là phát huy được cái giá trị văn hóa đó, rồi là cũng là tạo nên cái sức lan tỏa và đồng thời là vào cuộc người dân để người ta cùng chung sức để bảo tồn cái nét đẹp truyền thống của nhà sàn người Mường. Xác định việc gìn giữ bảo tồn văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc có vai trò vị trí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, huyện miền núi Ngọc Lặc đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân hiểu hơn về vai trò ý nghĩa việc lưu giữ, phát huy những nét đẹp văn hóa đặc trưng của mỗi dân tộc, vai trò và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc bảo tồn văn hóa truyền thống. Đồng thời, lồng ghép việc bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa với thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2020 đến nay, huyện Ngọc Lặc đã tổ chức nhiều lớp tập huấn về phục dựng các loại hình văn hóa dân tộc Dao, quần chẹt, múa pồn pông dân tộc Mường, phối hợp với Hội Dân tộc học và Nhân học Trường Đại học Hồng Đức, tổ chức lớp học dạy chữ nôm Dao, tổ chức lớp truyền dạy kỹ thuật may thêu, trang trí hoa văn trên trang phục của người Dao quần chẹt tại huyện Ngọc Lặc. Không chỉ chú trọng công tác truyền dạy, huyện còn chỉ đạo các địa phương đoàn thể chính trị, trường học tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, các trò chơi trò diễn dân gian, từ đó tạo đất diễn sức sống lâu bền cho các di sản văn hóa. Hiệu quả của việc lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Ngọc Lặc thời gian qua đã được cụ thể hóa bằng những con số thực tiễn với 15 trên 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới, một xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Bình quân toàn huyện đạt 16,8 tiêu chí xã nông thôn mới và 11,4 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Trong năm 2022 vừa qua, huyện Ngọc Lặc đã huy động được gần 400 tỷ đồng cho chương trình xây dựng nông thôn mới. Từ nguồn vốn trên, cơ sở hạ tầng của các xã được đầu tư đồng bộ, cơ sở vật chất trường học, y tế có hoạt động bảo tồn, gìn giữ văn hóa được thực hiện một cách có hiệu quả. Hàng năm là vào cái dịp xuân ấy, thì tổ chức các ngày hội văn hóa truyền thống của cấp thôn và cấp xã. Trong khi đó, cơ bản là thôn xã nào cũng có cái lễ hội truyền thống riêng của đồng bào mình. Nhưng đặc biệt đối với một cái nó gắn với cái cuộc sống hiện tại đấy, thì ví dụ là chúng tôi lấy ở Thạch Lập này là làm một cái điểm nhấn mạnh để sau đó từ cái này rồi cho các xã khác nghiên cứu tổ chức thực hiện theo cái nội dung của chúng tôi đã làm, gọi là làm điểm cho các xã khác. Có thể thấy với sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, công tác bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, các trò chơi trò diễn dân gian trên địa bàn huyện Ngọc Lặc đã và đang phát huy hiệu quả, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chuyên mục câu chuyện vùng cao. Xin kính chào và hẹn gặp lại.